Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung, năm nay mình 35 tuổi. Mình được mọi người đánh giá là sở hữu được một làn da tương đối là khỏe mạnh. Tuy là da mình không trắng, nhưng mà mình được đánh giá là làn da khỏe mạnh vì da mình tương đối là mịn màng. Video trước thì mình có chia sẻ với các bạn về quy trình chăm sóc da thường xuyên gồm 7 bước. Đó là bước thứ nhất là tẩy trang, bước thứ hai là sữa rửa mặt, bước thứ ba là tẩy da chết, bước thứ tư là dùng nước hoa hồng để cân bằng độ pH, bước thứ năm đó là dùng kem mắt, bước thứ sáu là dùng kem dưỡng và bước thứ bảy là kem chống nắng. Tuy nhiên thì có rất nhiều bạn sẽ cho rằng là cái việc chăm sóc da gồm 7 bước này nó quá là cầu kỳ và mất nhiều thời gian ấy. Thực ra thì nó không mất quá nhiều thời gian, nhưng rất nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là lười. Chính vì vậy mà video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là 3 bước rút ngắn, 3 bước chăm sóc da cơ bản hơn, rút gọn của 7 bước hôm trước. Đó chính là các bạn phải dùng sữa rửa mặt. Việc dùng sữa rửa mặt thì các bạn không thể bỏ qua được, vì cả một ngày các bạn đi làm việc ra môi trường, da bạn tiếp xúc với những cái bụi bẩn ấy, với những cái chất bẩn rồi rất là nhiều thứ khác nữa, nên các bạn phải rửa mặt để loại bỏ những cái chất bẩn trên da. Bước thứ hai là các bạn sẽ sử dụng kem dưỡng. Kem dưỡng là chúng ta sẽ cung cấp nước cho da ấy, cung cấp độ ẩm để giúp da có thể hồi phục lại sau một cái ngày mà bị làm việc có thể nói là mệt mỏi, đúng không ạ? Nên là các bạn cũng thường xuyên sử dụng kem dưỡng ngày 2 lần nhé. Bước thứ ba đó chính là sử dụng kem chống nắng. Việc sử dụng kem chống nắng sẽ giúp các bạn bảo vệ được làn da bởi những cái tác động không tốt. Các bạn đừng nghĩ rằng là cứ đi ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời thì mới bị tác động làn da. Ngay cả ở trong nhà, những cái ánh sáng của bóng đèn hoặc là của máy vi tính điện thoại cũng có thể tác động xấu lên da, nên các bạn thường xuyên sử dụng kem chống nắng ít nhất ngày 2 lần nhé. Đây là 3 bước mà cực kỳ cơ bản, mà rút ngắn, rút gọn nhất rồi ạ. Mình nghĩ là 3 bước này thì nó không tốn quá nhiều thời gian của các bạn đâu ạ, nên các bạn đừng bỏ qua những cái bước chăm sóc da cơ bản này để sở hữu một cái làn da khỏe mạnh nhé. Và với cái việc 3 bước ngắn gọn này thì mình nghĩ là bạn nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên là các bạn cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm mà thật sự là tốt và chất lượng, chứ đừng sử dụng những cái sản phẩm mà trôi nổi, như thế có khi là lại còn làm hại làn da hơn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng phải có cái chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng phù hợp nữa để giúp da có thể khỏe từ bên trong. 3 cái bước này là giúp da khỏe từ bên ngoài, và chúng ta sẽ phải giúp da khỏe từ bên trong nữa. Với lại thỉnh thoảng các bạn cũng nên tẩy trang và đắp mặt nạ tẩy da chết, đắp mặt nạ cho da nữa nhé. 3 bước này thì thường xuyên ngày nào cũng làm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng phải chiều lui chiều ra một chút, đúng không ạ? Để muốn làn da khỏe đẹp thì chúng ta cũng phải cầu kỳ bỏ thời gian một chút. Với lại khi mà các bạn sở hữu làn da khỏe mạnh thì chúng ta sẽ rất là tự tin khi đi ra ngoài đường, đúng không ạ? Nên là mình rất là hy vọng với cái video chia sẻ của mình ngày hôm nay ấy, chỉ với 3 bước rất là đơn giản thôi, bạn đã có thể chăm sóc da mặt hàng ngày rồi. Thì mình nghĩ là bạn gái nào cũng mong muốn sở hữu một cái làn da khỏe mạnh sáng đẹp. Nên là các bạn hãy cố gắng là thực hiện đầy đủ 3 bước chăm sóc da này mỗi ngày nhé. Chúc các bạn sẽ là những người phụ nữ luôn luôn hạnh phúc, tự tin. Chúc các bạn sẽ luôn luôn sở hữu một làn da khỏe mạnh, không cần phải quá trắng, nhưng mà chỉ cần là khỏe đẹp thôi ạ. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích thì hãy like, share và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn, rất là biết ơn các bạn đã lắng nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.